Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Cán bộ công an là người hành pháp, đại diện luật pháp để bảo vệ nhân dân. Ấy vậy mà một người thân là phó công an của một huyện để làm ra những chuyện khiến ai cũng phải căm phẫn. Những đêm lén lút trình đập, những hành vi mờ ám, dơ bẩn cậy quyền. Vậy chi tiết về cái cách của tên đồi bại này đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Vào lúc 23 giờ, người dân phát hiện Trung tá Lê Đức Nhã ở trong nhà người phụ nữ mới ly dị chồng, nên đã khóa trái cửa nhằm lỏng ông này tại hiện trường. Sau sự việc bê bối trên, ông Nhã bị kỷ luật đảng và miễn nhậm chức phó trưởng công an huyện Chợ Mới An Giang. Đại tá Lê Văn Thòn, trưởng công an huyện Chợ Mới cho biết, cơ quan này đã thi hành quyết định miễn nhiệm chức danh phó trưởng công an huyện đối với Trung tá Lê Đức Nhã vì có lối sống vi phạm đạo đức, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định của ngành công an. Trung tá Nhã bị kỷ luật cắt hết các chức vụ trong đảng, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền. Sau khi thi hành các quyết định kỷ luật, Trung tá Nhã được điều động về làm cán bộ tại Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang. Đến tháng 3, Trung tá Nhã được điều về Trạm Cảnh sát Đường Thủy Phạm Nao và không giữ chức vụ nào. Theo đơn tố cáo của anh Lê Công An, người từng đoạt giải cây kéo vàng toàn quốc năm 2011 vào khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 12, anh và một số người dân phát hiện Trung tá Lê Đức Nhã vào nhà của chị Trương Thị Tuyết Hương ở số 85 đường Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới rồi đóng kín cửa. Do ông Nhã thường xuyên qua lại với chị Hương, bị chồng chị này phát hiện dẫn đến việc ly hôn trước đó vài ngày nên người dân rất bức xúc. Một số người đã mua hai ổ khóa to rồi khóa cửa ngoài, yêu cầu công an thị trấn đến lập biên bản hành vi của ông Nhã, đồng thời gọi điện báo cho anh Phòng Lập Công, chồng cũ của chị Hương đến chứng kiến. Tuy nhiên, công an thị trấn Chợ Mới không lập biên bản trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Sự việc kéo dài hàng tiếng đồng hồ, bên ngoài không có đèn đường, nên mọi người đã dùng đèn pin và đèn xe máy vây quanh căn nhà. Bên trong nhà của chị Hương, đèn tắt tối om. Một người dân dùng đèn pin chiếu qua khe cửa, phát hiện chiếc xe tay ga hiệu Airblade của ông Nhã nằm trong góc nhà. Mọi người gọi to tên của ông Nhã nhưng ông không xuất hiện. Khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 12, một nhóm người gồm có Phúc Jimmy, Tám Bò, Nam và Linh mang theo búa, cưa để phá cửa sắt nhà của chị Hương nhằm giải cứu cho ông Nhã. Do bên trong nhà có hai con còn nhỏ, anh Công sợ nguy hiểm đến các cháu nên đã yêu cầu công an lập biên bản và đề nghị nhóm của ông Phúc không được manh động. Lúc này, ông Phúc rút mã tấu ra và đánh đuổi ông Công. Ông Phúc dọa, nếu anh Công còn lảng vảng ở khu vực này, ông sẽ chém chết cả nhà. Đến khoảng 4 giờ, nhóm ông Phúc phá được cửa, lấy được xe tay ga của ông Nhã ra ngoài. Do người dân hiếu kỳ tập trung quá đông nên ông Nhã không ra ngoài bằng cửa trước, mà trèo qua lỗ thông gió trên tầng 3 rồi nhảy lên các mái nhà gần đó thoát khỏi ngôi nhà. Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Công An, Nguyễn Thanh Hồng và nhiều người dân sinh sống gần đó đã khiếu nại hành vi của ông Nhã lên các cơ quan có thẩm quyền. Anh An cho biết anh không có họ hàng gì với anh Công hay chị Hương, nhưng do bức xúc với cách sống của ông Nhã nên nhất quyết làm cho ra lẽ. Tôi là một người thợ cắt tóc, sống bằng sức lao động chân chính nên không sợ bị trả thù. Cơ quan chức năng mấy lần mời tôi đến lấy lời khai, tôi đều khai trước sau như một. Thấy anh thợ cắt tóc dũng cảm, một số nhân chứng khác như anh Nguyễn Thanh Hồng, Bùi Văn Trước em cũng đã có đơn khiếu nại và được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Chợ Mới mời đến cung cấp thông tin. Theo Thiếu tá Vũ Đình Trung, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp công an huyện Chợ Mới, do Trung tá Nhã thuộc Huyện ủy quản lý nên Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Ủy ban Kiểm tra điều tra làm rõ vụ việc. 10 tháng sau, ngày 10 tháng 10, công an Võ Chí Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới ký quyết định số 190 kỷ luật Trung tá Nhã. Theo quyết định này, ông Nhã bị cắt hết các chức vụ trong đảng vì không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm phẩm chất đảng viên, gây dư luận không tốt trong nội bộ. Trong đơn khiếu nại gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới, anh Công cho biết việc ông Nhã và chị Hương qua lại bất chính anh đã phát hiện từ nhiều năm trước. Khi đó, ông Nhã phụ trách mảng giao thông và quen chị Hương khi giúp chị có biển số xe đẹp. Nhiều lần anh Công đề nghị ông Nhã chấm dứt mối quan hệ này nhưng ông không nghe, còn chửi ngược lại anh. Không thể cứu vãn hạnh phúc gia đình, ngày 9 tháng 12, anh và chị Hương được tòa giải quyết ly hôn. 20 ngày sau, tức ngày 29 tháng 12 thì xảy ra vụ việc nói trên. Ngày 19 tháng 11, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định số 05 kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Công an huyện đối với ông Nhã với những sai phạm như trên. Ngày 26 tháng 12, Đại tá Phan Quang Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký tiếp quyết định điều động ông Đầy về Phòng Cảnh sát Đường Thủy. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Viễn,
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới cho biết, trong quá trình xác minh, ông Nhã không tự giác nhận khuyết điểm. Chứng cứ tới đâu, ông mới khai tới đó nên sự việc kéo dài. Ông Viễn cũng cho hay, để làm rõ các sai phạm của Trung tá Nhã, ông đã mời anh Lê Công An và một số người dân khác cung cấp thông tin về toàn bộ diễn biến vụ việc để đối chiếu với tường trình của ông Nhã. Anh Phòng Lập Công, chồng cũ của chị Hương, tỏ vẻ rất buồn vì những chuyện đã xảy ra. Căn nhà chị Hương ở chỉ cách nhà anh chừng 100m. Do ban ngày làm mệt, tối anh ngủ sớm nên khi cả khu phố thức dậy xem chuyện lạ thì anh vẫn ngủ say. Khoảng 23 giờ 15 phút, có người gọi điện thoại cố định bảo Trung tá Nhã đang ở nhà vợ cũ của anh, nhưng anh không tin nên gác máy ngủ tiếp. Lát sau điện thoại lại treo, người dân kêu anh nên ra xem vì có các con anh vẫn ở cùng nhà với chị Hương. Sau khi ly hôn, cô Hương nhắn tin cho tôi bảo hai con còn nhỏ, mình nên vì con mà làm lại từ đầu. Vì thế khi nghe người ta báo như vậy, tôi cũng muốn ra xem để làm rõ sự thật. Khi tới nơi, tôi quá bất ngờ bởi không thể tin rằng ngay giữa thị trấn, cách trụ sở công an huyện chỉ vài trăm mét mà một lãnh đạo công an huyện lại dám công khai làm việc bất chính như vậy. Anh Công nói. Tiếp theo là vụ việc cán bộ trung tâm giam mô trẻ em phải nhận lấy cái kết vô cùng đích đáng. Chi tiết như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, bị can Dũng khai nhận nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, sau 9 giờ đêm, biết một số bé nữ thèm thuốc lá, Dũng đã đưa cho các em thuốc lá hút. Đổi lại, Dũng có hành vi xâm hại tình dục, giam mô đối với các em. Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Tiến Dũng đã xâm hại tình dục 3 cháu bé từ khoảng cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Trong đó, mỗi bé Dũng thực hiện hành vi từ 2 đến 4 lần. Vụ việc liên quan đến ông Dũng được báo chí điều tra phản ánh vào cuối năm. Sau đó, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm. Tối ngày 17 tháng 11, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi giam mô. Với vi phạm nghiêm trọng đối với cán bộ xảy ra tại trung tâm, ngay sau đó, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Phó Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm. Còn ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ phòng bảo trợ xã hội, gồm có trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng, phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển. Ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, 48 tuổi, nguyên nhân viên phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 4 năm 6 tháng tù về tội giam mô đối với người dưới 16 tuổi. Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh truy tố theo khoản 2, điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo và gia đình người bị hại. Theo đó, Dũng bồi thường 10 triệu đồng mỗi bé. Phiên xét xử được xử kín nên trong phần tuyên án, hội đồng xét xử nêu tại tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhằm thỏa mãn dục vọng, bị cáo đã lợi dụng công việc được giao tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội để thực hiện hành vi giam mô đối với các bé đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Ngoài ra, bị cáo thực hiện trong thời gian dài, nhiều lần, nhiều người là tình tiết tăng nặng định khung, nên cáo trạng truy tố bị cáo là phù hợp, nên cần có mức án nặng để răn đe phòng ngừa chung. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!